Chào mọi người nhé. Hôm nay mình lên một ca răng sứ thẩm mỹ muộn cho bạn gái đến từ Đà Nẵng này. Nay bạn bay ra để phục hình răng sứ, một bộ sứ kim cương nhá. Màu răng rất đẹp luôn. Đây, răng vừa hoàn thiện. Bộ răng quá trong và đẹp luôn. Hai nhẹ cho anh giữ anh. Bạn này là khớp cắn sâu nhá. Khớp cắn là răng hơi ngắn nên là mình sẽ làm bảo tồn răng tối ưu nhất, nên là nhìn răng hàm dưới nó sẽ không được thanh thoát cho lắm, nhưng mà bên mình sẽ tối ưu nhất là sẽ giữ răng gốc, không điều trị tủy và không xâm lấn nhiều để cho răng được chắc khỏe. Bạn thấy không? Màu quá đẹp luôn. Rồi, bác sĩ Quyền xin chào cả nhà nha. Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình đang chuẩn bị lên một ca răng sứ cho em gái. Cười. Đây là thử răng thô nhá. Răng khớp khẩy, quá khớp khẩy hơn, nhưng mà mình sẽ giữ được nguyên được cái răng. Đây là mới là răng thô nhá, mình chưa chỉnh sửa nhá. Đấy, một tí nữa lên đây, chưa tem bóng biết thì nhìn độ trong. Bạn này làm sứ kim cương nhá, trong quá trong luôn. Đây là còn chưa có tí tem bóng nào đâu, răng vẫn đang răng thô. Đang chờ chuẩn bị chỉnh sửa nốt. Và mọi người nhớ đến thì báo trước giúp mình nha. Hôm nay đang full khách quá. Nhà là đang không có chỗ ngồi rồi. Đông quá. Hãy đến đặt lịch trước nhá. Xin chào mọi người.